Trong video này thì kênh chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị cái công tác xương nước. Đây là một những cái công tác gần như là cuối cùng để hoàn thành nên một cái căn nhà. Đây là một cái chân dàn giáo đã được buộc vải để trong cái quá trình mà chúng ta thao tác thì cái dàn giáo nó rục rịch hay là chúng ta lỡ kéo ở đây thì nó không có ảnh hưởng đến cái phần gạch đã lót bên dưới. Cái nền gạch thì chúng tôi cũng lót xong và trải những cái vật liệu bảo vệ để cái nền gạch nó không có bị xước. Chúng ta thường là trải bạt. Bạt này thì chúng tôi sử dụng để phủ lên bên trên, còn bên dưới thì chúng tôi có thêm một lớp xốp dày 3 ly. Tường thì chúng tôi có cái len chân tường nên chúng tôi sử dụng cái keo 5 phân. Chúng tôi dán giáp mí giữa cái tường với lại cái len để chúng ta sơn nước thì nó không dính xuống cái gạch len. Còn cái nền thì chúng tôi sử dụng bạt và xốp để bảo vệ hết toàn bộ cái nền gạch. Các bạn thấy nó hơi dơ do chúng ta xả bọt thôi, nó xuống thôi. Chứ thật ra thì bên dưới cái lớp này thì gạch nó đang được bảo vệ tuyệt đối. Đây là khu vực cầu thang. Cầu thang thì chúng ta không cần phải che bởi vì nó là đá mà. Đá thì chúng ta không có sợ nó bị xước trài. Chỉ sợ nó bể thôi, rớt đồ mà nó bể thì chúng ta phải chịu thôi. Chúng ta thi công mà chúng ta giữ gìn chút. Chứ còn cái việc xước thì chúng ta không có sợ. Vì đá khâu căn nhà hoàn thiện hết toàn bộ phần lan can cầu thang rồi đem nội thất đồ vào cơ bản thì chúng ta tiến hành đánh bóng cái đá. Nói chung gạch mà nó lỡ xước trầy thì chúng ta phải tốn cái công chúng ta lót lại cái viên gạch đó thôi, nên chúng ta bảo vệ cho nó kỹ một chút. Đây là một cái phòng ngủ, nó có thể thấy chúng tôi cũng trải đầy đủ. Ở trên là bạt, còn ở dưới là cái lớp xốp dày 3 ly để chúng ta hạn chế cái việc mà thi công cái phần sơn nước này nó ảnh hưởng đến cái lớp gạch bên dưới. Các bạn thấy sơn nước chúng ta thường sử dụng cái đèn á, những cái đèn đó chúng ta trong quá trình sơn nước chúng ta kiểm tra luôn cái bề mặt sơn luôn để lỡ mà chúng ta có lỗi trong có vấn đề sơn nước thì chúng ta chỉnh sửa. Cái ánh đèn khi giúp giúp cho chúng ta thấy được cái tường nó không có phản, chúng ta xả mà lỡ không phản thì chúng ta kiểm tra. Xong cái phần sơn nước thì đến cái phần lắp thiết bị thôi, lắp thiết bị điện, lắp thiết bị nước, cũng như là bắt đầu mang đồ nội thất vào lắp ráp, là bàn giao căn nhà. Thì trong cái video cũng tương đối ngắn thôi, cũng khoảng 4 phút, chúng tôi giới thiệu đến quý vị một cái công tác. Đó là cái công tác sơn nước cho một cái căn nhà phố nó được tổ chức như thế này. Đó, quý vị thấy thì căn nhà cũng rất là gọn gàng, sạch sẽ. Hãy đến với ăn sạch uống sạch để tận hưởng dịch vụ thi công cảnh quan cây xanh chuyên nghiệp, nhanh chóng, tiết kiệm, giúp cho quý khách có được môi trường sống và làm việc một cách thoải mái nhất. Đến với ăn sạch uống sạch để được trải nghiệm các dịch vụ tư vấn các loại cây cảnh phù hợp và hiệu quả, thi công cảnh quan sân vườn, biệt thự, thi công vườn treo, vườn tường đứng, lắp đặt dàn hoa ban công, lắp đặt dàn leo cây xanh, chăm sóc cây cảnh định kỳ. Truy cập ngay website ansachuongsach.vn hoặc liên hệ số điện thoại Zalo 0911594969 để được tư vấn tận tình. Công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng Tâm Linh chuyên cung cấp mâm cúng trọn gói, mâm cúng động thổ, mâm cúng đổ sàn, mâm cúng nhập trạch về nhà bới, mâm cúng khai trương, mâm cúng xe và nhiều mâm cúng khác. Giao hàng tận nơi 24/24 với hơn 8 năm cung cấp dịch vụ đồ cúng trọn gói. Nhắc đến đồ cúng, nghĩ đến Tâm Linh. Tổng đài 1900 636 815, website www.docungtamlinh.com.vn.